Thưa với mọi người á, thì hôm nay là đi lên trên Vụ Bổn để phát quà đến cho bà con ở đây. Sau đó đó là đến thăm vợ chồng của anh Ai Viên, một cái trường hợp mà hôm trước cách đây khoảng trên một tuần cô Phúc đã chia sẻ cho mọi người. Hai vợ chồng người đồng bào có một đứa con, nhưng mà có rất là thương cho họ là họ rất là hiền lành, có cái là họ hơi chậm, nên là cái cuộc sống của họ hơi khó khăn, hơi bấp bênh, nên là được thầy quý và cũng như là bà con xung quanh giúp đỡ. Hôm bữa thầy quý cũng có chia sẻ là về cái việc mà muốn giúp cho vợ chồng anh Ai Viên để có được cái chỗ che mưa che nắng đó. Nên là hôm nay đó thì rất là may mắn và có duyên khi mà Mạnh Thường Quân ở trên kênh GoFood có giúp đỡ đến cho vợ chồng Ai Viên có cái chỗ che mưa che nắng. Thì hiện tại là sẽ bàn thêm với thầy quý về cái việc mà xây cất cho vợ chồng anh Ai Viên. Thì đang đi qua bên chỗ cái miếng đất là cháu của thầy quý, phải không thầy? Cháu thầy quý cho cái miếng đất. Rất là vui khi mà được cái thông tin được Mạnh Thường Quân giúp cho vợ chồng. Bên đó là chỗ cái nhà để mà đi chưa. Mọi người, từ cái chỗ miếng đất mà của cháu thầy quý đi ra ngoài chỗ thầy quý là tầm khoảng 100 tới 150 mét. Như mọi người cũng thấy là rất là may mắn khi mà cháu thầy quý cho cái miếng đất. Và hình như là mình biết là mỗi cái trường hợp nào mà cần cái chỗ ở đó thì được cho là khoảng bề ngang khoảng 5 mét, bề dài khoảng hình như là 20 mét. Hôm bữa có thầy quý có nói một chút xíu mình sẽ hỏi lại. Đây mình dẫn cho mọi người vô trong. Đặc biệt là xin phép được cũng cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân. Quý Mạnh Thường Quân đã giúp cho cái trường hợp của vợ chồng anh Ai Viên. Người thấy đường đi vô thì bây giờ cũng xe máy hoặc là xe ba bánh, xe công nông là họ vô được hết. Giờ là về hả chị? Đi chăn. Giờ mới đi chăn hả? Bò này bò của mình hay là đi chăn thuê cho người ta? Chăn thuê cho người ta. Rồi dẫn theo cái con vậy đó. Ở nhà thì nếu chăn con không thì lấy gì ăn? Chị biết thầy quý không? Biết thầy quý. Hồi nãy có nhận quà không? Có. Có nhận quà hả? Có. Hồi nãy có ra không? Có. Có hả? Sao nãy không để ý? Dạ. Bữa nay vui ha. Vui. Dạ. Thôi em chào chị nha. Chào em. Hỏi nãy có nhận quà không? Có, nó vui. Đi à, hai mẹ con đi rồi. Bố đi bước vào đây. Đi vô luôn nhỉ. Rồi. Như mọi người cũng thấy là cái miếng đất cho vợ chồng Ai Viên rồi thầy quý hay là gì lại mấy người dân ở đây họ muốn làm được cái lên được cái nền nó cũng tương đối nè, đỡ hơn hôm trước. Bề ngang là 4 mét hay 5 mét thầy? 5 mét. Cái chiều ngang của cái nhà là bắt đầu từ đây là chiều ngang 5 mét, chiều sâu là 10 mét và cái hiên là 2 mét rưỡi. Thì hiện tại bây giờ là cái đất này là mình sẽ dành là 7 mét, sẽ làm nhà thì có 3 mét rưỡi là mình sẽ làm nhà phòng một cõi tạm, một phòng khách. Còn 3 mét rưỡi đây là để cho hai vợ chồng ngủ. Còn có một cái đường luồng đi ra đây là cái bếp. Đấy, đây là thầy sẽ làm cái bếp ở đây. Cái bếp này là 3 mét, bếp 3 mét với là cái nhà 7 mét là 10 mét với là cái hành lang trước cái hiên nhà 2 mét. 2 mét rưỡi là tổng cộng là 12 mét rưỡi. Còn cái nhà vệ sinh? Căn nhà vệ sinh thì người ta sẽ làm cái giỏ ở đây thôi chứ người ta không có làm ở đây được. Không đủ kinh phí. Hiện tại thì đúng rồi, kinh phí thì chưa đủ. Hiện tại bây giờ thì nếu mà làm che được như vậy thì cái chủ yếu là với cái số tiền đấy thì mình làm được cái căn nhà này là chính thôi. Có nghĩa là dách thì dừng ton.
chất từng tôn, còn cột sắt. Cột sắt nhưng mà chỉ có làm được là đang còn bây giờ, nếu mà làm thêm cả cái hiên trước là chưa có tiền. Mình làm tiền chế. Tiền chế hết, tất cả làm tiền chế bằng sắt hết. Bằng sắt hết. Thật sự là hôm bữa thì cũng mọi người cũng biết là khi mà xây một, hoàn thiện một căn nhà là khoảng bề ngang khoảng 4 mét, bề dài 10 mét thì 20 triệu đó, nó thật sự là nó là không vô đâu hết. Được cái là cái tiền công thì nhờ những bà con ở đây họ nhín chút thời gian, nhín chút công ra để mà họ làm từ từ, chứ mà nếu mà tính ra căn nhà như vậy mà nhiều khi tiền công còn hơn cái số tiền đó thầy, nếu mà ở trong Sài Gòn rồi các thứ rồi đó ha, hoặc là đi chỗ khác. Đây thì nếu mà chắc tiền mua vật liệu á mà trong vòng cái khoản tiền 20 triệu đấy á, thì chỉ được một cái nhà 7 mét này thôi này, chưa được cái bếp, chưa có cái trái để bếp. Thì bếp thì thầy đang tính là nếu mà không ấy thì xin cái cây về dựng tạm thôi. Chứ còn hôm bữa thầy tính cái kinh phí là cái nhà này còn trái thêm cái bếp là thì tính sau. Hôm nay đó thì cô Phú sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân gửi đến cho thầy Quý là 20 triệu. Và cái thời gian thì khi nào là mình sẽ bắt đầu là mình làm thầy? Tức là có thể là trong tuần sau thầy sẽ chuẩn bị vật liệu á, thì có thể là sang tuần sau nữa. Tức hai tuần nữa là bắt đầu. Hơn một tuần nữa là sẽ bắt đầu khởi công cái chương trình, cái công trình này. Thì thầy đang dự kiến là làm có thể là xong trước tháng 2 hoặc là nhích vang đầu tháng 3 một tí. Bởi vì hiện tại hai vợ chồng bây giờ là không còn chỗ ở nữa. Và bây giờ cứ sống nhờ người này, sống nhờ người kia thì nó cũng phức tạp. Thành thử là bây giờ thầy sẽ cố gắng đốc thúc làm sao mà sẽ làm cố gắng, làm càng nhanh càng tốt. GoFood xin phép với mọi người thì nếu mà mọi người có đồng hành cùng với thầy Quý hoặc là thấy muốn giúp đỡ cho vợ chồng anh em Viên thêm đó thì có thể là liên hệ trên kênh GoFood về những cái khoản tiền, để cho những cái khoản tiền nó được nó nới rộng ra, nó đỡ phần nào đó, để cho tốt hơn cái cuộc sống của chỗ họ. Xin cảm ơn mọi người. Bây giờ mình gặp vợ chồng anh Nai Viên. Mời họ ra đây luôn đi. Dạ, họ mời ra đây. Có nhớ em không? Có. Nhớ em hả? Ừ. Gặp hồi nào? Gặp em khi nào? Gặp hồi đó. Hồi đó là hồi nào? Hồi đó là hồi nào? Hồi Tết đó, hồi Tết có vô nhà đó nhớ không? Ừ, có cho tiền đó. Nhớ ha. Ừ, nhớ. Rồi biết cái chỗ này là mai mốt ai sẽ ở đây không? Ở đây nè, cái nhà này nè. Cái nhà này ai sẽ ở đây? Như thầy, như mới anh chở. Nhờ thầy, nhờ anh mới cho ở đây. Ừ. Cho ở đây hả thầy? Dạ. Dạ, cũng cảm ơn. Vui không? Có vui chứ. Vui chứ. Ừ, vui. Chị vui không chị? Ừ, vui đấy. Vui ha. Ừ, dạ. Vui. Gán một tuần, hai tuần nữa có nhà mới nha. Dạ. Được cũng con cảm ơn. Cảm ơn. À, hồi nãy thầy Quý có nói là hôm qua hôm kia hay gì đó, hay là mấy bữa trước là đi làm hay đi làm cái gì? Đi làm cái gì? Đi làm ngoài cầu á, đi làm ngoài cầu làm cái gì? Đi làm một chương trình. Đi làm công trình hả? Đi phủ xúc cát cho người ta hả? Xúc cát rồi làm cái ống hả? Cái ống cát á. Họ trả bao nhiêu? Họ trả bao nhiêu tiền? Chưa được đồng nào bảo. Chưa được đồng nào sao không làm hả thầy? Đi. Hôm nay chưa làm bởi vì người ta đang hết vật liệu, người ta đang Rồi làm là đi xe hay là đi bộ? Đi bộ. Xa không? Xa. Anh biết chạy xe đạp không? Không. Không biết chạy xe đạp luôn. Xe này là không có đi bộ. Đi đến 6:30 tới bên kia là 7:30 tới. 7:30 tới. Chiều mấy giờ về? 4 giờ về. Tới bên này 5 giờ. Đi làm á rồi về tranh thủ về sớm rồi phụ vợ chăm con với lại là các thứ, đừng có nhậu nha, đừng có uống rượu nha. Không, có uống rượu không? Bên này không uống rượu. Bữa nay không uống rượu ha. Không, nhưng mà bữa nay có em lên trên đây là bữa nay mình uống một bữa nha cho nó đã nha. Được không? Bên này không cần uống rượu. À vậy được. Bỏ lâu rồi mới có nghĩa là anh không có uống rượu. Không uống. Lâu lâu khi nào mà có đám cưới gì anh uống một tí thôi. Dạ. Chứ bình thường thì anh không uống rượu. Mà thầy cũng đang tính là bây giờ là thầy sẽ dành ra một ít thời gian sẽ tập cho đi xe đạp cả. Đúng xe rồi. Máy không được mà tội. Phải tập đi xe đạp thì tội lắm. Bây giờ đi cắt có 2-3 cây số đây thôi, nhưng mà đi bộ ra đi làm là mất gần tiếng hồ đấy. Thành thử là bây giờ là
mai mốt để nếu vợ con bị ôm là tuân nhờ trung làng xóm giúp đi đi chở giùm xe máy. Dạ. Bây giờ em nói là em nói như thế này đi, nha. Đi xe. Dạ. Cố gắng mình tìm một cái công việc nào hay là mình đi làm để mà có cái thu nhập nha, để mà lo cho vợ con của mình nha. Dạ. À, rồi thêm nữa thì nếu mà có thời gian rảnh á, thì qua bên thầy Quý chơi thể thao hoặc là có thể là nếu mà rảnh nữa thì giúp thầy Quý được cái gì thì giúp ở trong đó để cho mấy cháu ở trong đó nha. Dạ. Nha. Dạ. Ok không? Có. Một tuần hai tuần nữa là nếu mà em có lên đây được là em quay cho mọi người coi về cái chỗ ở mới của hai chồng nha. Em hứa nha. Nếu mà em tranh thủ mà em lên được á nha thì em sẽ tặng một cái món quà cho hai vợ chồng ở trong nhà nha. Dạ vâng. Rồi bắt tay cái coi. Ok. Đó, em hứa là nếu mà em sẽ lên lần sau em sẽ tặng một cái món quà cho hai vợ chồng. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi em quên, chắc ảnh 36. Thôi mình đi xin mời hai vợ chồng với lại là tất cả mọi người vô trong nhà. Cô Cú sẽ gửi cái khoản tiền cho thầy Quý. Với lại là cũng chia sẻ với mọi người đây là một căn nhà của một cái bà cụ cũng 96 tuổi, thì cái trường hợp neo đơn giống như vợ chồng của anh Ai Viên đây, thì thầy Quý cũng có vận động và cũng như các mạnh thường quân trong cái thời gian đó thì may mắn là giúp cho bà cụ có một cái căn nhà nó tương đối là khang trang như vậy đó. Mọi người thấy cũng xin thưa với mọi người tùy theo cái giai đoạn mà và như cái duyên đó, thì khi mà thầy Quý gặp những cái trường hợp về cái những cái nền á thầy, thì sẽ khoảng bao nhiêu hộ nữa sẽ ở cái mảnh đất này đi lên à? Bây giờ là mỗi hộ hiện tại bây giờ là thầy sẽ cho 10 mét, thì bây giờ cái đất của nhà Ai Viên là bắt đầu từ đây sang đến cái nền này 5 mét, thì thầy sẽ cho thêm 5 mét ở chỗ đấy nữa để mình trồng trọt hay làm cái gì. Thì bây giờ cứ mỗi hộ 10 mét, thì dự kiến của thầy thì tương lai thì thầy sẽ làm một con đường thẳng từ trên xuống dưới, thì cái chiều dài đất của thầy là được 250 mét, thì cứ dần dần những người không có nhà cửa, hoàn cảnh neo đơn hay là bệnh tật hay là tất cả mọi thứ, thì thầy sẽ giúp cho mỗi gia đình 10 mét là thầy xin cháu của thầy cho, để là cho những người mà không có nhà cửa, không có đất đai gì hết. Vậy là quá quý rồi. Mới đầu là em tưởng cứ là 4-5 mét, hay là thêm 5 mét trồng trọt để mà chăn nuôi nữa là quá tốt. Đúng rồi, thêm 5 mét để mà có trồng cây rau hay làm cái gì nữa. Còn riêng vợ chồng Ai Viên thì thầy đã nói rồi, hiện tại bây giờ của thầy còn 30 mét đây chưa có làm gì, thì cho vợ chồng nhà Ai Viên muốn trồng cả ba sào này cũng được. Muốn trồng cái gì thầy tạm thời thầy vẫn cho trồng lên này. Trồng đậu hay trồng cái gì thầy sẽ thầy cho trồng. Rồi khi nào tiếp tục thì có một gia đình khác thầy sẽ lấy tiếp 10 mét ở đây kia tiếp. Thôi đi vô để nắng. Đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân giúp cho vợ chồng anh Nay Viên có một cái chỗ che mưa che nắng. Cũng với cái lời chúc là chúc những cái điều may mắn sẽ đến với vợ chồng từ đây trở về sau. Em xin phép được đọc. Thứ nhất là của anh Dũng ở An Giang là 1 triệu. Thứ hai là cô Ánh Loan ở đường Phan Văn Trị Gò Vấp là 5 triệu. Thứ ba là chị Yên Khúc ở Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là anh chị Cường Chi ở Canada là 2 triệu. Thứ năm là chú Long Phạm ở Mỹ là 2 triệu. Thứ sáu là anh Tuấn và Hoàng Nguyễn ở Atlanta, Mỹ là 2 triệu. Thứ bảy là của chú Trung ở Úc là 2 triệu. Thứ tám là của chị Tám Hồng Kông là 2 triệu. Thứ chín là của chị Như Ý ở Mỹ là 2 triệu. Và cuối cùng là của chị Kim và chị Trâm ở Sydney, Úc 1 triệu. Thì tổng cộng cái khoản tiền gửi đến cho vợ chồng anh Ai Viên là 20 triệu. Và nhờ thầy Quý là giữ giùm cái khoản tiền này, và cũng như là khoảng trong vòng tối đa là 2-3 tuần nữa thì bắt đầu tiến hành cái việc mà mình làm nhà. Bởi vì bây giờ đang làm nền để cho đất nó lũng xuống tí cái nào. Em xin phép gửi cho thầy, nhờ thầy Quý lại giùm 20 triệu ha. Mà hắn mới mua cái kiểu mình bỏ tuồng.
Đấy là số tiền 20 triệu thì xin thay mặt cho vợ chồng nhà Ai Viêm sẽ cầm cái khoản tiền này để bắt đầu là 1-2 tuần cho cái nền đất lún cái là sẽ khởi công làm một cái nhà để gọi là cái chỗ chui ra chui vào cho hai vợ chồng, bởi vì hiện tại bây giờ hai vợ chồng không còn chỗ ở, cái chỗ ở của hai vợ chồng trước đây thì người ta chuẩn bị lấy lại rồi. Thì thay mặt cho hai vợ chồng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú quý mạnh thường quân đã thương đến hai vợ chồng Ai Viêm. Và một lần nữa thì thay mặt hai vợ chồng xin hết lòng cảm ơn và kính chúc quý vị được sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Rồi Ai Viêm gửi lời cảm ơn đi, Ai Viêm nói, Ai Viêm cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ được nhà cửa cho tôi ở. Mà là cũng cảm ơn, là trước là cảm ơn Chúa, sau là cảm ơn mời thầy, mời cha giúp đỡ cho con ở ít tâm thời trong thời gian này xong cuộc đời sống của mình. Tôi cũng cảm ơn. Còn riêng GoFood thì GoFood đầu tiên là cảm ơn tới cô Lũ đó, làm cầu nói thì mới biết được ở trong khu vực vùng bổn này rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái công tác thiện nguyện. Dạ. Xin cảm ơn tất cả những cái cô chỉ là cầu nối thôi, nhưng mà nhờ cái YouTube này cho nên là mới đưa được tất cả những hoàn cảnh thành công. Và hôm nay là lần đầu tiên được biết được căn nhà như thế này. Vâng, một lần nữa thì con cũng xin thay mặt cho vợ chồng nhà Ai Viêm và chung là tất cả bà con ở trong buôn này ở vùng bổn Krông Bách Đắk Lắk là gửi lời cảm ơn chân thành đến GoFood và cảm ơn đến cô Nụ. Nhờ cái sự giới thiệu, nhờ sự quan tâm của cô Nụ mà bà con ở đây và nhất là vợ chồng Ai Viêm được có được một cái chỗ chui ra chui vào. Một lần nữa thì cảm ơn cô Nụ và cảm ơn cô. Chúc cô và bên GoFood được sức khỏe, bình an. Rất là mong là Giang sắp tới sẽ được lên trên đây nhiều nữa để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn. Mẹ đứng đây luôn mẹ. Rồi bây giờ như thế này ha, thì còn khoảng vài phút cuối và cũng như trong cái clip này thì GoFood xin phép được chia sẻ cho mọi người, xin phép là chia sẻ là về cái chỗ ở đây đó là nó còn thiếu thốn rất là nhiều, đặc biệt là về cái việc mà cho các cháu nhỏ việc học hành tốt hơn. Thì mình cũng có trao đổi với lại thầy quý và cô Nụ qua cái việc mà bàn ghế cho học sinh ở đây, thì rất là nhờ thầy chia sẻ về cái việc mà bàn ghế cho các cháu để mà nó có bổ sung thế nào. Các cháu ở đây thì các em là có tổng cộng là 70 em học sinh cấp 1, thì chủ yếu là sẽ học ở đây vào buổi tối từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi. Và các em ở đây thì đến học là thứ nhất á, là để cho các em làm quen với cái chương trình học là về nhà mình phải làm bài tập. Bởi vì thói quen của người đồng bào là không bao giờ mà đi học mà về nhà làm bài hết á, chỉ có đi học về vứt sách vở đó xong về. Rồi là trường của buôn, trường của làng mà lại trường phân hiệu nữa, thì là các giáo viên dạy, rồi là văn hóa của các em được có bị hạn chế, thành thử là tiếp cận nó cũng không được nhiều lắm giống như ở ngoài người Kinh mình. Thành thử là cái lớp học của thầy là nhằm mục đích á, là để giúp cho các cháu làm quen với là cái vấn đề làm bài tập, và những bạn nào không hiểu bài thì thầy sẽ giảng lại để cho các em hiểu. Mà cái lớp học của thầy thì lớp học nó nhiều thành phần, có nghĩa là từ lớp 1 đến lớp 8, từ lớp 1 đến lớp 8 thì chương trình các em học thì mỗi buổi tối từ 6 giờ đến 8 giờ thì các em học, thì mỗi lớp ngồi riêng với nhau, lớp 1 ngồi riêng bàn của lớp 1, lớp 2 ngồi riêng bàn lớp 2, để khi đó thì các em vừa làm bài tập vừa thầy để kiểm tra, và thậm chí trong lớp 1 có bài nào chưa hiểu thì thầy sẽ giảng một bản thì nguyên cả các bạn trong lớp đều hiểu hết. Thì 5 lớp học ở cấp 1 ở đây thì có 70 em, thì mỗi lớp bình quân thì khoảng 12 em, 10, 12, 13 em. Tại là các cháu đang
ý là học là ngồi ở dưới đất luôn. Ngồi nói chung là 4 5 6 người nhét nhau một bàn ngắn á, thì thành thử là nó cũng không có hiệu quả lắm, thì thành thử là thầy cũng mong muốn là có được một cái bàn cái ghế để cho các cháu nó có điều kiện để đi lại nhà cô Lũ với lại thầy dẫn em qua với lại mọi người qua bên chỗ học để mình dạy cho các bạn là suốt là nguyên tuần luôn hả thầy? À, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì thầy dùng để cho nghỉ. Yeah. Vâng, và đây là cái nhà thầy đang mượn tạm, đây là cái nhà thầy mượn tạm để thầy đánh chìa khóa, cách đi được cửa. Vâng, mời cô và vâng, đây là cái lớp học của thầy. Với cái số lượng như vậy thì có lúc 70 em sẽ ở trong cái phòng học này, và cái phòng học này thì thầy đang mượn tạm một cái kho, mượn tạm cái kho của một người dân để là dạy cho các em. Còn hồi trước thì thầy dạy bên hành lang, nhưng mà bởi vì số lượng các em đông quá thầy 70 cháu mà như vậy thì cái việc học đó nó chưa có hiệu quả gì. Chưa được hỏi. Dạ, ngồi xem số này. Là nếu mà các bạn ngồi, các em ngồi ở trên bàn thì chỉ được khoảng hơn 20 em thôi. Hơn 20 em. Hơn 20 em thì ngồi đó, thì một bàn như vậy thì sau này thì thầy sẽ ghép hai bàn lại với nhau và cho các em ngồi quay mặt lại với nhau để theo cùng lớp. Còn bây giờ thì mình chưa có bàn ghế, chưa có điều kiện, thành thử là mình tạm thời thì cho các em gọi là chấm mắm chấm muối vậy thôi. Chứ còn khi mà mình có cái bàn ghế, chẳng hạn như có bàn này rồi thì một bàn, hai bàn dài này thì các em ngồi bên này quay mặt, còn ngồi bên kia quay mặt như vậy, để là đến khi mình đứng ở đây giảng bài thì các em đều hiểu hết. Bởi vì nếu có một lớp học bình thường thì tập trung tất cả lên trên bàn, nhưng mà bởi vì cái lớp học ở đây là lớp học đa thành phần, có nghĩa là có 8 lớp lận chứ không phải một lớp, thành thử là mình không sử dụng những cái lớp thông thường ở ngoài được, mà cho các em cứ ngồi dừng dạy rồi thầy đi kiểm tra rồi chỉ bài từng người một vậy đấy. Từng lớp một á, mỗi lớp là ngồi một dạng như vậy. Thầy quý là trong vòng tầm khoảng hôm bữa có chia sẻ là khoảng 2 năm nay về đây. Dạ, gần 2 năm về tiếp cận với người đồng bào ở đây. Cái việc mà tiếp thu học hành với lại là cái việc mà con chữ của người đồng bào ở đây lên như thế nào trong 2 năm qua? Thầy rất là mừng, bởi vì từ trong 2 năm qua thì thầy về đây thầy giúp cho các em được hai cái điều cơ bản, giống như ông cha ta nói là tiên học lễ hộ học văn. Thầy về đây điều đầu tiên khi mà chưa mở được lớp học á, thì thầy dạy cho các em về lễ phép, đạo đức, nhân bản trước. Và đặc biệt đó là khi đã có lớp học rồi thì cái khả năng trình độ của các em được nhân lên rất là nhiều, bởi vì là mỗi buổi tối trong vòng 2 tiếng rưỡi thì thầy sẽ cho giải lao 30 phút, còn 2 tiếng thì thầy sẽ ngồi bắt các em làm bài, làm bài tập về nhà, và những bạn nào mà chưa hiểu thì thầy sẽ dành thời gian để là giảng dạy. Nhưng mà với cái số lượng ngày càng đông như vậy thì cũng không biết như nào, mà theo tình hình thì có thể tương lai thì sẽ nhờ hoặc thuê thêm một vài giáo viên để chia sẻ với thầy, bởi vì một mình thầy mà dạy từ thứ hai đến thứ sáu mà một mình mà cáng đáng một cái lớp này thì rất vất vả, bởi vì lớp này là nó có 7 trong từ lớp 1 đến lớp 8, thành thử là cái đó là một cái công việc khá nặng. Nhưng mà thầy hy vọng là hiện tại là cái mong muốn của thầy là có bổ sung thêm khoảng 8 bàn. Dạ. 8 cái bàn. Vâng, bây giờ là thầy cũng đang mong muốn được rằng là có thêm được 8 cái bàn để xin lỗi nhắc lại là trong cái diện tích này. Dạ, trong diện tích này, trong diện tích này là 8 cái bàn và một ghế, một số ghế, cái ghế nhựa này. Đấy, cái ghế nhựa này để là bởi vì khi mà cái bàn học như vậy mà các em học xong mà các em xếp lại cái ghế là mình có cái khoảng không trống. Còn nếu mà đặt cái ghế băng thì nó cũng hơi phức tạp. Còn đặt ghế này thì khi các em ngồi mà nó làm bài với nhau thì nó độc lập hơn. Yes. Nó quay cuồng hay này nó một người thôi. Thì thầy cũng mong muốn rằng là có được thêm khoảng 8 cái bàn nữa với là một số ghế này để cho các em ngồi nó có điều kiện để học. Thì như thế này thì sẵn tiện ngày hôm nay thăm vợ chồng của anh An Viên, thì cũng nghe cái câu chuyện của thầy quý, mong muốn là các
cháu nhỏ người đồng bào ở đây để có cái việc học nó tốt hơn, thì em xin thay mặt anh Jimmy Hoàng ở Mỹ gửi đến cho cái lớp học của mình là 7 triệu đồng để mà bổ sung 8 cái bàn, và cũng như là nếu mà mua ghế, các cái ghế nhựa đồ riêng nữa nha thầy. Thì mỗi cái bàn thì thầy Quý có chia sẻ là tầm khoảng 700 ngàn là thợ làm họ giao tới đây luôn tất cả mọi người. Tất cả em xin phép là gửi cho thầy Quý 7 triệu là của anh Jimmy Hoàng ở Mỹ. Vâng, vậy thì thầy xin thay mặt cho các em học sinh ở đây cảm ơn gia đình anh Jimmy Hoàng, và cảm ơn Quốc Hút đã về đây để là các em có được cái bàn, cái ghế để nhằm nâng cao cái đời sống trí thức. Bởi vì phát triển con người chỉ có phát triển giáo dục là số 1. Bởi vì khi mình phát triển giáo dục ấy, thì xã hội được phát triển và con người được phát triển, tư duy được nâng lên. Thì một lần nữa thay mặt cho các em học sinh ở đây, cảm ơn anh Jimmy Hoàng đã thương và quan tâm đến các em ở vùng sâu, vùng xa. Và đặc biệt là các em ở đây là các em Vũ Bổn, Cà Rông Bách và Đắk Lắk. Một lần nữa xin thay mặt cho các em cảm ơn anh, và chúc anh và gia đình được sức khỏe, cũng như chúc gia đình Vũ Phú được nhiều niềm vui trong cuộc sống và trên con đường hành trình giúp đỡ người nghèo và bất hạnh trong xã hội. Rồi mình ấy cái nói chuyện bên đây cái là xong. Rồi, ok. Vâng, bởi vì là cái vấn đề làm bàn và mua ghế, và đặc biệt là để những cái công việc được sự cộng tác lâu dài, và hơn thế nữa là nhờ cô Nụ, cô là cái người cộng tác để giúp đỡ cho bà con trong này nhịp cầu nối. Thì để mà làm việc được lâu dài thì thầy cũng mong muốn rằng là cái vấn đề kinh tế thì nhờ cô cầm tiền giúp dùng, để khi nào mà làm rồi là cô sẽ thanh toán, hoặc là cô sẽ vào để cộng tác với con để giúp đỡ cho các em. Thì cái phần tiền này thì con gửi lại nhờ cô cầm giúp dùng. Vâng, và thêm nữa thì cái vấn đề mà tiền của vợ chồng nhà anh chị Ai Viên lúc nãy á, là Quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ để cho được một căn nhà, thì thầy cũng thay mặt cho vợ chồng để là cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân rồi. Thì bây giờ thêm cái số tiền này 20 triệu của gia đình anh chị Viên á, thì thầy nhờ cô Nụ cầm dùng cho thầy để chi tiêu và cộng tác với thầy để lo cái chỗ chui ra chui vào cho vợ chồng nhà Ai Viên được tốt đẹp hơn. Nhờ cô cầm dùng đi con. Vâng, và ở đây thì cô cũng xin chia sẻ một chút với lại tất cả những mạnh thường quân với bà con như thế này. Trong cái công việc ở trong này ấy, thì thầy Quý là một người rất là nhiệt tình, năng nổ với tất cả bà con. Nhưng mà những cái nhiệt huyết khao khát đó, nhưng mà trong vấn đề vật chất thì nó còn thiếu thốn như thế. Cho nên hôm nay được các mạnh thường quân giúp như thế này thì đó là một điều là rất là mừng cho bà con nghèo. Nhưng mà thực sự thì trên vấn đề tài chính ấy, thì để có người chia sẻ, ví dụ khi là những vật liệu mua bán hoặc là những làm bàn ghế thì thầy có chia sẻ với cô là nhờ cô cộng tác một tay đó. Tại vì nhiều khi cô cũng đi chỗ này chỗ kia, cô cũng có kinh nghiệm trong những vấn đề đấy, cho nên là cộng tác với thầy, và thầy là người trực tiếp để thầy có những cái thời gian mà để thầy chuyên tâm về cái chính là giáo dục. Cái chính là giáo dục thứ nhất, thứ hai là quan tâm tới những người nghèo ở đây, và cô chỉ là người là cái cầu nối và là người cộng tác, cũng như là thầy với cô là cộng tác rất đắc lực trong cái vấn đề này, để cho sau này còn nhiều những ân nhân mà có thể giúp được nhiều hoàn cảnh khác nữa, và để cho nó tốt đẹp, và thầy cũng có được cái không gian để này chuyên tâm. Cô cũng xin được đồng hành và gánh vác. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Quốc Hút xin phép được kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.